hãy hướng về cổng của sân khấu và chào đón một cặp kỳ phùng địch thủ. Chúng tôi là huynh đệ song hành. Hãy chào đón chúng tôi. Xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ca sĩ tranh tài. Thưa quý vị, chương trình Ca sĩ tranh tài được phát sóng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Và đến với chương trình đương nhiên phải có tôi là người dẫn chính và đây là bạn dẫn của tôi trong chương trình hôm nay. Hôm nay Hy Văn có mặt ở đây tham gia với một vị trí rất đặc biệt, đó là sẽ dẫn dắt đội của mình đánh bại đội của Thành Trung. Được. Nhưng quan trọng hơn, những người song hành với chúng tôi là những ca sĩ tham gia chương trình là ai và tám giọng ca tiềm ẩn, họ mới chính là những người quyết định thắng thua của mỗi đội. Bên cạnh đó, đừng quên vai trò quan trọng của khán giả khi đến với chương trình của chúng tôi. Nào, bây giờ hãy cùng chào đón hai ca. Vì anh đã hết yêu em rồi, bao em lẻ loi trong chiều mưa. Hi, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, đầu tiên chân trọng kính chào quý vị, xin chào hai MC đây. Một, hai, ba, yeah. Hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Phương Trần. Xin cảm ơn rất nhiều. Này, còn một ca sĩ nữa đấy. Chưa gì mà Hứa Vi Văn đã lao ra cầm tay chị Tranh rồi mà đưa người vào. Ta lao tức ra là của mình ấy. Người ta lao ra bằng sức đàn ông đón phụ nữ. Anh chào chị Tranh. Thế chị nghĩ em không phải là đàn ông mà chị ôm thử đi xem có đúng là đàn ông không? Đấy, hơi ấm nó khác đúng không? Đấy, hơi ấm. Không nhận ôm hai người đàn ông tuyệt vời thật nhưng mà mình chỉ được chọn một thôi. Đúng rồi, nhưng mà trước khi chị chọn thì chúng ta phải xem người ca sĩ tiếp theo trong chương trình hôm nay là ai. Hãy cùng chào đón. Bước chân chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn em chờ anh. Đưa người về nơi giá băng, đừng mang em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất em bên trong theo mình hát.
Hey, hôm nay đi bên ai rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, mọi tay đón nhau trên bờ vai. Oh, mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em sẽ đi xa hơn trên trời để cô đơn tình đến tận đây. Một mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, cảm ơn thế nỗi buồn trong tôi. Và bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn nghe chờ anh. Đưa người về nơi giá bờ, nhưng mong em chung lệ tôi. Vì biết rằng từ đây mất em bên trong đèo mình ơi. Hey, hôm nay đi về đây rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, bỗng thấy đón nhau trên đường và hai bờ. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa vẫn trên trời để cô đơn tình đến bên bên ngồi. Mưa sao mưa rơi rơi mãi mong thôi, cảm ơn thế nỗi buồn trong tôi. La ha vô vô. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Lam Cường. Chào các bạn. Những ngày tôi còn ngồi trên ghế nhà trường là một cậu học sinh cấp 3 thì thần tượng đầu tiên và duy nhất của tôi đó chính là anh hai Lam Cường. Wow. Khoảng 80% những bài hát của anh là tôi thuộc. Trời dữ vậy? Thật luôn hả? Thật luôn. Và em nói luôn là em cũng rất thích chị Tranh. Nhưng khi em nhìn thấy anh, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, con tim em nói rằng em phải về với anh Trường. Không sao chị Tranh, yên tâm. Không sao, chúng ta sẽ chiến thắng. Em sẽ bên cạnh chị. Dạ. Nếu như Thành Trung bảo là chị nhớ 80% nhạc của Lam Trường rồi, Bí Bằng sẽ nhớ hết 100% nhạc của chị Tranh và anh hai Lam Trường luôn. Bởi vì không có bài nào mà không được cả. Fan hâm mộ thì thuộc bài hát của anh thì càng nhiều, nhưng quan trọng fan hâm mộ đó ấy, có mang lại cho anh niềm vui bằng chiến thắng hay không trong chương trình hôm nay mới là quan trọng. Một trong những fan hâm mộ đó là em. Nhưng mà vấn đề ở đây, fan hâm mộ chưa chắc là đưa thần tượng mình đến thành công, mà phải là người am hiểu, có chiến lược và phân tích rõ ràng. Bình tĩnh suy xét. Đúng. Thực ra thì bây giờ chúng ta cứ nói thì không đi tới đâu hết. Bây giờ chúng ta cứ vào cuộc chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần để xem cái sự tinh tường của chúng ta tới đâu, để xem Hứa Vĩ Văn có cái chiến lược gì. Đến với chương trình của chúng ta còn có 8 giọng ca tiềm ẩn. Họ sẽ cùng nhau biểu diễn ở một liên khúc, và liên khúc này đã được thu sẵn từ trước. Họ sẽ cùng nhau hát nhép, và chúng ta sẽ phải đoán xem ai hát hay, ai hát dở. Đương nhiên chúng ta phải chọn về đội mình những người hát hay. Mỗi đội sẽ có 4 giọng ca. Nhưng mà mọi người có đồng ý không? Ở đây có mỗi chị Thanh là phụ nữ, đâm ra đội bên đây sẽ được quyền ưu tiên chọn trước. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Này, trông bên kia thôi nhưng mà cũng ham sân si lắm. Được rồi, cứ bình tĩnh. Ôi, sẽ cho đội với nó chọn trước. Nhưng trước hết, xin mời các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây phút. Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với chương trình Ca Sĩ Tranh Tài. Và bây giờ sẽ là 8 giọng ca tiềm ẩn. Bạn là em thấy ấn tượng rồi. Bạn nào? Giữa thành phố Hồ Chí Minh 30 độ, mặc áo len của lọ rồi áo vest. Số 2. Số 2, anh thích em rồi đấy, mồ hôi đang chảy kìa. Thương quá. Chanh cũng thích số 1, chưa hát gì mà tư thế đã rất là sẵn sàng. Nếu như chúng ta không đoán được giọng hát thực sự của ca sĩ thì chúng ta phải chọn được cái phong cách của thí sinh đó. Bởi vì
Mặc dù không có giọng hát nhưng nếu có phong cách trình diễn tốt thì vẫn được khán giả bình chọn. Số 4 á. Số 4. Mặt ngộ lắm nha, thử cười á coi. Cười 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 thôi. Cứ mím môi là không cho biết là số 4, em cười đi, em không phải nói gì, em chỉ cười thôi. Được. Em thấy thường những người đã biết hát hay e dè mắc cỡ lắm, bởi vì họ dành hết tất cả năng lượng vào ca hát. Thiệt không? Những cái kinh nghiệm của Hứa Vĩ Văn ấy thì mọi người biết rồi đấy. Có là ca sĩ là phải nhút nhát để dành năng lượng giống mình khi hát. Đúng, giống Hứa Vĩ Văn, chính vì thế mà bây giờ Hứa Vĩ Văn làm diễn viên đấy. Bây giờ Hứa gì? Diễn viên rồi đấy. Bây giờ làm diễn rồi, viên. Hãy đợi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem 8 giọng ca này thể hiện mình như thế nào. Âm nhạc. Ngày xưa em như chim sao trong vô tư hay mộng mơ nhiều, em đi qua cuộc sống làn tóc mây bay mà anh này á theo em anh bước bên em trên con đường làng, nhìn em anh như muốn nói này từ bé kia chờ anh đi cùng. Đây. Số 7 đó, hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Em nào biết, em nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tàn. Này à. Lòng thay đắng. Yeah. Khi em quên lỗi hẹn. Em thấy bên số 8 là ok hơn á. Dù thương em đã quên. Ta hát kêu ngào lời tình say mê, em có hay không nào? Giọng của bạn đó đó. Trong bao nhiêu trang chưa cay này, lừa bao nhiêu ngã du ca buồn, lại thang bước với nỗi đau. Đừng lấy số này. Với trái tim ta tập nguyện. Xích lô, thôi cho tôi xuống đây. Phố đông người qua lối kia chật quá khiến con tim hảo gầy. Hảo gầy. Hảo gầy trên lớn vô cùng. Mà đời thì ai cũng nuôi hy vọng. Một người con gái đứng nhìn nghiêng vành non lá. Chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Như muôn phai ngày mai. Đúng rồi, đây đúng rồi, một rồi, xong rồi. Hay quá em ơi. Họ đừng biết đến làm chi. Trong tháng chiều nay giận trong hồn em, tình em còn đây, còn trong năm sai. Và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Tình em còn đây, còn trong năm sai. Và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Hay quá. Hay quá. Không biết được ai luôn. Việc đầu tiên tôi phải cảm ơn 8 giọng ca.
các bạn đã làm cho chính những người đã hát những ca khúc các bạn vừa hát không nhận ra đứa con tinh thần của mình. Và cảm ơn các bạn đã đưa chúng tôi từ đỉnh cao rồi lao xuống vực sâu, rồi sau đó đưa chúng tôi lên bằng cáp treo, lại cho chúng tôi lại đâm xuống vực một lần nữa. Liên tục thay đổi cảm xúc, tôi đau đầu quá. Nhưng mà anh Hai và chị Chanh có phát hiện ra những bài hát vừa rồi có liên đới gì với nhau không? Trời ơi, lo canh nhép miệng để tìm thí sinh. Bị Văn thấy điều gì? Tất cả 8 bài hát này là những bài hát đỉnh cao làng sông xanh năm 1999 và 2000. Cái này là đúng. Vào ngày mai xin đừng quên. Chúng ta có Trống Vắng của chị Chanh này. Có Tình Không Xót Xa. Chị không nhận được ra Trống Vắng. Rồi có bài Chờ Người. Đúng rồi. Hồi xưa phải nghe bằng radio, máy cassette. Máy cassette này. Máy cassette, radio. Mà ai mà xịn lắm ấy là có được cái máy đĩa này. Hoặc là qua những cái bảng xếp hạng hàng tuần của Làn Sóng Xanh thì chúng tôi được nghe lại. Và hôm nay cảm ơn các bạn đã tái hiện lại một bầu trời thanh xuân của tôi và Hứa Vĩnh Văn. Nhưng bây giờ là điều quan trọng, chúng ta sẽ cùng lựa chọn những thí sinh về đội của mình. Như đã hứa, em sẽ nhường quyền cho chị Chanh trước. Mình chọn luôn một lượt 4 luôn đây. Chọn một lượt 4 luôn đi. Không vậy, 1, 2, 3, 4 số chẳng lẽ thôi. Xin nhắc cho chị Chanh biết một điều thôi. Cái người đầu tiên chị chọn này cũng sẽ chính là người cùng chị hát một ca khúc song ca ở vòng 2 là vòng bảo toàn. Vòng quan trọng có giữ được tiền thưởng hay không ấy là cái vòng bảo toàn. Có nghĩa là cái người chọn đầu tiên sẽ là người quan trọng nhất. Quan trọng nhất hả? Đúng rồi, đến vòng cuối cùng. Mình số mấy đây? Số 4 nhỉ. Số 4 hả? Số 5 đi. Số 5. Số 5 nha. Số 5 tông nữ. Sướng nha, để chọn chứ sướng nha. Chọn số 5 trước. Số 5 trước. Em đã về với đội của chị Thanh và anh Hứa Vĩnh Văn. Tại sao chị và Hứa Vĩnh Văn lại thích số 5? Hồi nãy có bài hát thì rất là hay và mình canh theo cái khẩu hình miệng á. Tại vì đến bài của ai thì người đó thuộc bài hơn. Đúng rồi. Nhiều khi ta diễn thì sao? Nhưng không, mà thuộc bài, cái cảm xúc mình nhép theo. Nhép theo rất là đều câu chữ. Cho nên mình phải chọn số 5 trước cho chắc. Còn dở mình phải chịu. Đúng rồi. Bây giờ thì đến lượt của tôi, anh em mình nha. Anh em tôi thì không cần nói nhưng lại có chung một ý kiến. Đúng. Anh Trường nói đi. Lúc nãy khi mà Thành Trung có phân tích sơ qua về ấn tượng đầu tiên mà đập vào trong mắt và trong cái suy nghĩ của Thành Trung, đó là một cái bạn mặc áo cổ lọ, xong áo vest. Thường là những người mà có yêu âm nhạc khi lên sân khấu, người ta sẽ không bao giờ người ta nghĩ tới bản thân mình nhiều, bởi vì người ta sẽ nghĩ tới tiết mục và nghĩ tới cảm xúc khi hát nhiều hơn. Thứ hai nữa là có một lần Trường đã từng nói rồi là những ai mà cặp đùi mà to đó thì thường là hát hay. Vì sao? Khi mà đùi to có nghĩa là cái bộ mình chắc, bộ chắc thì cục hơi nó mới vững được. Đúng. Hơi mới khỏe được. Đúng. Sắp tới khán giả sẽ không nhìn mặt nữa mà sẽ nhìn đùi thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em hỏi anh là cái vụ nhìn đùi này nó đúng cho cả nam và nữ à? Thường thường là vậy, nhưng mà sẽ có một số trường hợp cá biệt, nhưng mà mình sẽ không phân tích ở đây, bởi vì mình phân tích ra là lát nữa đội bạn sẽ biết. Và em khẳng định luôn với anh là cả hai người đội bạn đều là nằm ở trường hợp cá biệt. Đấy, đều quá nhỏ hết. Quá nhỏ. Rồi, thế là bây giờ đội của Trường và Trung quyết định sẽ chọn bạn số 2. Số 2. Chào em đi nha. Và bây giờ sẽ là quyền lựa chọn thuộc về đội của Hứa Vĩ Văn và chị Chanh. Theo con mắt của em ấy thì bạn số 8 là được. Số 8 lại có rất nhiều điểm tương đồng với cả Hứa Vĩ Văn. Đó là mặc quần ống rộng, tất khác hẳn với giày. Đấy, tất vàng, giày trắng, đây tất đỏ, giày nâu. Người ta muốn làm gì người ta làm chứ. Em thấy bên kia chọn người kỳ lắm nha. Chọn lạ luôn thì cứ vậy đi. Chọn gì đâu mà đùi bự rồi. Người ta nói là nhìn theo nhân tướng học. Trời ơi. Thế thì mình thôi cướp mình luôn. Cướp số 8 luôn đi. Mình cướp luôn. Rồi, luôn. Em nhắn tới cho chị nha. Anh hơi tiếc là không được chọn em á. Bây giờ em chọn này. Là tiêu chuẩn gì bự? Cái em gì bự? Em thích số 7. Em thích số 7 đúng không? Anh nghĩ sao? Dựa vào đâu để em thích? Em thấy bạn ý thì không phải hát đều được tất cả các bài, nhưng có một số bài về phần nhịp là em thấy bạn ý nhảy hay là bạn ý có những cái động tác ấy nó rất là đúng với cái nhịp nhạc. Bạn đã và diễn đó hay là thôi. Cảm nhạc ít ra là diễn hay
đã có cơ hội rồi. Vì chương trình của chúng tôi đúng xin rồi, được nhắc lại chí, với quý vị. Tiêu chí là giải trí. Hát hay thì tốt, nhưng không hát hay thì có những thứ khác để thuyết phục được khán giả trong trường quay. Bạn vẫn có thể ở lại và có thể giành chiến thắng. Thật sự ra là anh cũng nghĩ bạn số 7 này rồi. Với bạn số 7 anh không, ông không dùng nhân tướng học nữa mà anh dùng là tâm lý học. Ghê vậy. Tại vì khi mà một người mà hát mà hay á, phong thái người ta sẽ rất là đặc biệt. Người ta sẽ toát ra một sự tự tin. Một sự tự tin nó không thể nào mua được, không thể nào giả tạo được. Với trang phục của em, với ngoại hình của em, anh chỉ cần em nhảy đúng như một dancer thôi thì chắc chắn khán giả sẽ đúng không? Giờ bên kia có chọn hay không? Sao lại bên đây lấy số 7 luôn á? Tôi lấy luôn à. Lấy số 7 luôn đó. Số 7, chúng tôi chọn số 7. Cái dáng đi đã khác rồi. Cái dáng đi đã khác rồi. Cô gái của anh. Anh cả hai anh đều tin em. Tin em rất nhiều. Ta bước số 7 rồi. Ta đã bước số 7 rồi. Yeah, yeah, yeah. Bây giờ mỗi đội được chọn đã là 2 rồi, là 4 rồi. Có nghĩa là những cái sự mà nhìn nhận và nhận xét mà tinh tế với lại mà tự tin nhất là mình đã chọn rồi, còn lại 4 bạn này. Giọng hát hay mình có rồi. Giọng mình hát hay có rồi nè. Có rồi. Phong cách có rồi. Phong cách có rồi. Bây giờ mình chọn Thánh Lầy đi. Miễn sao được yêu thích thôi. Miễn sao quậy tương bừng chương trình. Bởi vì khán giả là cái quyết định. Nhanh lên, Super Bắc Kít chuẩn bị hết giờ. Số 3 mời em. Làm cho tâm lý đối phương rối loạn cho chị. Cố lên em. Tốt nha. Cố lên em. Anh nhìn rồi anh biết là em có khả năng làm tan nát trái tim của anh Văn và chị Thanh rồi. Chắc chắn luôn. Bây giờ số 4 anh chọn, anh chọn, anh chọn đi, anh chọn cho. Số 4 của Chanh á. Không có giành. Bây giờ Trường không chọn bằng cái lý trí nữa, Trường sẽ chọn bằng con tim. Trời ơi. Con tim. Anh Trường ơi, hôm nay em để anh Trường vô cùng rồi. Anh Trường nói quá, Trường ơi. Là nghe lý trí. Anh thấy cái nét mặt của bạn số 6 có một sự thất vọng nhẹ, là bởi vì tại sao tới bây giờ mình chưa chọn bạn ấy. Đúng. Con người mà, đúng không? Có nhiều khi người ta phải có cái sự tự, một lòng tự trọng hay tự ái riêng bản thân người ta chứ. Tại sao mình hát hay như thế mà người nhìn không ra? Anh Trường ơi, em hết sức là thần tượng anh Trường. Số 6, chọn số 6 chính xác. Anh em quá đúng nhau luôn. Số 6 ơi, về với anh. Chưa cần gì. Tự tin hẳn luôn. Anh chỉ cần ngoại hình của em. Anh chỉ cần sự tự tin của em thôi. Em bước ra sân khấu nha, em chơi hết mình cho anh. Bỏ lên em ra. Có thể là anh Trường chọn đúng, nhưng quan trọng khán giả yêu thích hay không là một chuyện khác nữa. Không cần tiền, chúng ta chơi không cần tiền. Bây giờ chơi lầy luôn. Chơi lầy luôn. Sau khi lựa chọn, bắt đầu thấy mình thất thế rồi. Chuyển sang là, thôi chơi vui mà, con chẳng gì nữa. Thế mà lúc đầu thì cứ tranh giành còn được. Để tôi chọn trước, để tôi chọn trước. Ở đây. Đấy. Rồi, cứ chọn đi, cứ chọn đi. Ghê quá, hai người ghê quá. Sao chị số 4 luôn không? Nếu mà không chọn số 4 là kỳ lắm á nha. Lúc đầu đã thích người ta mà không chọn người ta là kỳ lắm đó. Nó thật luôn á. Bắt người ta cười mấy lần rồi sau đó là bỏ rơi người ta. Chỉ bỏ cái kiểu thả thính đi. Đúng rồi. Mình không phụ lòng người. Em có hát hay hát dở chị không quan tâm. Chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn. Miễn sao em độc chiêu, em làm cho khán giả cười hết hồn cho chị. Rồi số 4. Chị cho em quậy cho bánh luôn. Tiền bạc là phù du. Tiền bạc là phù du, nhưng thiếu nó ta không có sống được. Cô... Anh xin được chúc mừng các em. 4 giọng ca tiềm ẩn đã về được với đội của anh Hứa Vi Văn và chị Tranh. Một đội gọi là tiền không quan trọng. Quan trọng là bao nhiêu tiền. Chung có biết không, trong cái sự lựa chọn của chúng ta đó, đòi hỏi là sự đấu trí kinh khủng khiếp. Đúng. Thật ra nhân tố bí ẩn của trường chính là bạn số 1. Chính xác. Em chính là một quả bom nguyên tử, làm cho tất cả mọi người đây ngỡ ngàng. Có nghĩa là không những ngỡ ngàng mà còn ngã ngửa. Và anh xin khẳng định em về được anh là hoàn toàn chính xác. Về với đội của anh, số 1. Cố lên em nha. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã có được những giọng ca tiềm ẩn của đội mình. Và chúng tôi cùng với các quý vị khán giả sẽ nín thở chờ đợi để xem họ thể hiện như thế nào ở những vòng thi đầu tiên. Nhưng trước hết xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay lại chương trình Ca Sĩ Tranh Tài. Quý vị, trước mắt chúng ta sẽ là vòng thi đầu tiên được mang tên Tích Lũy. Ở vòng thi này, nhiệm vụ của mỗi đội đó là cử ra những giọng ca mình cảm thấy tin tưởng để đến với những lượt chơi khác nhau. Có 3 lượt. Lượt chơi đầu tiên
sẽ có giá trị tiền thưởng là 10 triệu nếu như giọng ca đó có thể trụ được ở khu vực vàng 30 giây trong tiết mục của mình. Nếu không trụ được 30 giây, đương nhiên tiền thưởng sẽ không có. Và quan trọng hơn cả, nếu để cái bục kia mà lùi sâu qua cánh cửa thì đương nhiên sẽ có những thử thách rất lớn đang chờ đợi bạn. Vì đó là khu vực đời không dễ dàng. Đời không dễ dàng là đây sao? Là khu vực vàng, huy hoàng, đời không dễ dàng. Đời không dễ dàng. Cuộc đời không như là mơ đó. 50% khán giả yêu mến, cái bục kia sẽ di chuyển. Trên 50%, bục di chuyển nhanh hơn. Nếu yêu quý dưới 50% thì đương nhiên bục sẽ lùi lại. Và càng yêu ít thì lại lùi càng nhanh. Nha. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Là coi như chạy vô trống luôn. Bây giờ lựa chọn giọng ca về đội đầu tiên thì là của chị Tranh với cả Hứa Vĩ Văn. Vì vậy mà thí sinh của bên đội chị sẽ là thi đầu tiên. Mời mọi người ra đây. Bây giờ quan sát lại 4 thí sinh mà chúng ta đã lựa chọn. Số 3 đầu tiên. Thực ra dòng đầu tiên chỉ có 10 triệu thôi. Dòng thứ 2 là 20 triệu, dòng thứ 3 là 30 triệu. Chị thấy sao? Số 4 đi. Sao chị bảo là chị có cảm tình với số 4 mà chưa gì? Kỳ quá à, người ta đang bàn với nhau cái nghe lén. Chị đưa số 4. Kỳ dễ sợ. Lên cái nhà này kỳ dễ sợ. Người ta đang chơi chiến thuật để đấu với các cái tâm lý học, cái gì học. Thật học ra đó. Chị Tranh có một cái suy nghĩ cũng rất là hay, là thực ra không phải là đưa ca sĩ mà hát không tốt nhất để ra thi đầu tiên, nhưng mà cũng rất muốn gây bảo toàn tất cả mọi thứ lại. Mình muốn gây ấn tượng mạnh nữa. Mạnh. Bây giờ tôi mới biết Hứa Vĩ Văn ngoài một diễn viên tài năng, đẹp trai thì còn là một người đàn ông rất ba phải. Ở đây là ủng hộ tinh thần của nhau mà. Ở đây đã xác định là không chơi với ca với Ở đây là không có sợ chia rẽ đâu. Chia rẽ tinh thần đồng đội ở đây. Đúng rồi. Bây giờ Văn quyết gì chị Tranh quyết đó. Bây giờ chị Tranh muốn gì em cũng chiều đó. Số 4 đi, trước luôn. Đúng rồi, bây giờ có thua hay là thắng gì thì cũng không buồn. Đúng rồi, chúng quyết định rồi. Chúng ta xác định rồi. Là không chơi với phần thưởng. Chúng tôi quyết định vòng thi đầu tiên chọn số 4. Dạ. Em thấy tinh thần mình như thế nào? Dạ, anh chị hãy tin. Ôi trời, cái giọng kỳ vậy trời. Thôi em nói lại chị nghe cái giọng em á. Dạ, anh chị cứ tin vào em. Thôi ơi, cứ tin vào em, ok, dạ. Nhìn lựa chọn của anh em tôi đây này. Trường mà Trung sẽ cho thấy là Phương Thanh và Hứa Vĩ Văn có một cái sự nhận định sai lầm khi bỏ rơi số 1. Bởi vì sao? Đùi to. À, chính xác. Mà những người mà làm nghệ thuật về hát, về múa rất cần cái yếu tố này. Ủa sao bên này hay lấy đùi to vậy trời? Thật sự, đấy là dân tướng học. Cho nên là sẽ cho Thanh và Hữu Vân thấy là khả năng ca hát của bạn số 1 như thế nào. Yeah. Em chưa cần nói. Mà tại sao anh lại hiểu lòng em? Trời ơi, anh đã hiểu lòng em. Trời thì chúng ta ngồi chung chiến tuyến với quá nhau mà. Chưa về diễn sâu hả? Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Bao nhiêu lâu anh ở trong em mà em không biết? Như vậy là mọi sự lựa chọn đã được đưa ra. Ở lượt 1 này, số 4 của đội Tranh và Hứa Vĩ Văn. Tranh Văn. Văn Tranh. Đội Trung Trường. Hai anh em mình học chung trường. Đó là số 1. Trước hết sẽ là số 4 của Văn Tranh. Đó là tự tin đi. Cười luôn, không cần nói luôn, tự cười luôn. Dành cho bạn giới thiệu về mình để lấy được thiện cảm của khán giả trước khi trình diễn. Anh Văn ơi, tự tin không? Văn ơi, tự tin. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hùng Anh, năm nay mình 24 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của mình là diễn viên tự do, mình thuộc cung bò cạp. Hôm nay mình muốn mang đến chương trình cho các bạn nghe bài hát của mình. Cứ tin vào em. Dù anh biết em không yêu anh nhưng anh chẳng hề có thương. Dù anh biết em không yêu anh nhưng anh chẳng hề có thương. Cuộc đời chẳng cho ta tên nên anh là người đến sau. Chẳng ai cấm cho ta vào đâu nên những ngày mình có nhau. Bao nhiêu ngày anh mơ. Chúc mừng. Một ngày đâu đó không mãi bên em. Hãy nhớ vẫn còn có anh. Hơi lạc lắm. Em nói gần lòng với nhau. Chẳng ai tắm bên ta bên nhau. Em
hãy một ngày có nhau sẽ không còn buông nữa đâu. Cảm ơn người đã cho anh lại cảm giác bình yên từ sâu nơi đáy lòng. Từ khi ai ra đi quên tôi về nơi đây, bao nhiêu đêm tôi ngồi đây và thời gian đã tròn đúng lúc để trái tim lời yêu xin trời đang phủ nhận cho anh yêu em. Cố lên những nơi em từng chung bước đi qua và anh bước theo sau yêu em từ sau bấy nhiêu ngày anh mơ. Mà. Lên đi sao kỳ vậy ta, hát được mà. Đúng rồi, không buồn. Một cái bài của anh đấy. Tàu đã khuất xa rồi đây, lưu lại tôi những kỷ niệm. Người bạn thân thương giờ đây đã xa cuối trời. Học tài thi vẫn thôi. Sao? Không sao. Sao? Bây giờ mình đợi xem bên này đúng sao. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi không có gì ngạc nhiên khi bạn ấy cất lên tiếng hát. Sau phần giới thiệu, bạn ấy bảo là bạn là diễn viên tự do và bạn hát theo một phong cách thoại lời kịch bản. Đó là hát như thoại lời. Bạn này hát có chất giọng, nhưng có nghĩa là không biết là do kinh nghiệm hay sao mà không nghe được. Chưa nghe đúng cái tông. Cái tông. Nhưng mà thôi, đã là cuộc chơi thì có những cái sự thật nó hơi vậy, thực tế chút xíu. Ta đã nói rồi, hàng chiến bao giờ ta cũng để cuối cùng. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ xem số 1 được của rồi, đội xem số 1 chúng ta. Trung trường đây này. Tất nhiên, mình cũng phải nói thật, giọng ca này là anh em mình không hy vọng nhiều lắm. Mình không hề biết trước chuyện gì xảy ra hết á. Biết đâu bạn diễn giỏi thì sao. Đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của số 1. Một. Yeah. Cố lên em, cố lên nha. Em thấy lúc này cảm xúc của mình ra sao? Dạ em rất là tự tin. Cố lên. Anh cũng rất là tự tin. Bởi vì em vừa nói mà vừa bè luôn, lại biết em rất là giỏi rồi. Trời ơi, quá siêu luôn. 15 giây để cho em giới thiệu, bắt đầu. Dạ, em tên là Mai Hoàng, em đến từ Tây Nguyên. Hay em luôn. Sinh vào tháng 3 Tây Nguyên và em có một giọng hát đặc trưng của Tây Nguyên. Ý là giọng hát của núi rừng ấy. Trời ơi. Yeah. Hạnh phúc trong tầm với đã không tàn tận. Cùng em cùng lên, cùng lên, tìm đến chân trời mới đã mơ một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ ba mắt nhau hướng hà để tiếng yêu dàn ca. Luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt. Anh chịu bất lực luôn, đứng luôn. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài lạc mặt nhau ngày mai. Anh đi, anh đi. Bấm đi. Bye bye.
Trời ơi, ai ơi, xuất sắc các bạn. Các em, đấy là thứ anh muốn. Đã ra tới đây phải làm hết sức có thể. Đây, người đi áo còn ở lại. Vâng, em à, tấm chân tình của em, anh và anh Trường sẽ nhận. Vỗ tay. Cảm ơn sự hy sinh của em. Đấy là tinh thần của Trung Trường. Hai thí sinh đầu xuất sắc. Anh xin phép được mặc áo của em. Mặc được không? Giữ lại kỷ niệm à. Đâu vừa luôn. Vừa luôn. Một đều. Về mặt chiến thuật của chương trình ấy, thì chúng ta đang đi đúng. Bởi vì cả hai đội chúng ta đã đưa những cái giọng ca chưa phải là xuất sắc ở lượt thi đầu tiên là đúng. Đúng rồi. Bây giờ lượt 2 là 20 triệu. Rồi. Quan trọng đây. Bây giờ trước khi bước vào lượt 2 á, thì Trường có đôi lời với là tất cả các khán giả trong phim Trường ngày hôm nay. Khi chúng ta đứng lên sân khấu á, chúng ta cần có một cái dũng khí rất là to lớn để chúng ta đứng sân khấu hát trước biết bao nhiêu con người. Trời ơi. Hát hay là một vấn đề đã không nói rồi, mà mình hát không hay mà vẫn dũng khí đứng hát, có nghĩa là bạn nó cực kỳ là có một cái tình yêu đam mê âm nhạc, cho nên chúng ta phải dành cho những tình cảm rất lớn. Bởi vì sao? Cái sự quyết định của các bạn không phải là vấn đề hay hay dở, mà ở tinh thần của người thi hát. Cho nên là với những trường hợp như rồi, đúng là các bạn phải bấm chọn bé đẩy lên mới đúng, đúng không ạ? Tinh thần mới là quan trọng. Bây giờ là lúc quan trọng, chúng ta sẽ phải đến với lượt lựa chọn thứ hai. Qua chọn lại lần nữa. Người tiếp theo chị muốn sao? Sao số 3 luôn nha. Không, bây giờ là số 8 chứ hả? Bây giờ số 8 luôn hả? Em thấy số 8 cũng có phong cách lắm đó. Phải có một phong cách lại mình phải gây hiệu ứng liền chứ, đúng không? Nhưng mà cái dòng thứ 3 là dòng 30 triệu lượng đó, nó còn nhiều tiền hơn dòng này nữa. Vậy hả? Em nghĩ chắc số 8 để cho dòng thứ 3 đi. Tại mình chưa biết được chắc chắn bạn số 3 có hát tốt hay không. Thôi, bây giờ mình quyết số 3 đúng không? Số 3 ha. Số 3, Nguyễn Văn Kế trước. Số 3. Anh em mình là có lựa chọn giống nhau đúng không? Có lựa chọn giống nhau. Anh em ra kia, anh lựa chọn đi. Trường cũng nói luôn là Trường sẽ lấy lại những gì mình đã mất. Và quyết định là Trường với Trung sẽ chọn bạn số 6. Anh hứa với các em sẽ không xấu hổ, vỗ tay cho số 6. Và bây giờ sẽ là số 6. Mọi người ơi, quái đầu quẩy mạnh lên nào. Yeah. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. 15 giây cho em giới thiệu về mình, bắt đầu. Tôi tên là Minh Luân, hôm nay tôi 19 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là người mẫu ảnh. Và nhà tôi ở... Mọi người ơi, quẩy mạnh cùng em nha. Trời. Yeah. Put your hands up. Put your hands up. Yeah. Come on. Yeah. Put your hands up. Yeah. Come on. Yeah. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả hay gì. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả hay gì. Ngồi lặng im nghe em về về anh ta bằng đôi mắt lạnh lạnh. Khán giả háo sắc cái tưởng đôi lúc em tránh anh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không hề ngắm lời, càng không hề để gọt lời nào được gơ. Yeah. Và từ ấy, ánh mắt anh hồn nhiên đã lạ. Trời ơi. Rất là đẹp. Quay. Đây là một tiết mục có thể là chưa hay, nhưng đây là một tiết mục hết mình. À, hết mình. Nhưng mà phải nói là đây là một cái giọng ca mà tròn vành rõ chữ. Tròn và thẳng và rõ.
Bạn thấy nãy giờ có nhiều khán giả bên kia quá khích lắm á. Cái cô bé đó là coi như là hát mê sắc, hát háo sắc, háo sắc. Thực ra là các bạn là bài yêu thích, nhưng mà chị thấy là các bạn lo chăm chú vào phần biểu diễn quá, quên bấm vào chọn. Thực ra như thế này, thực ra tất cả khán giả có 4 lần bấm đúng không? Cho nên bạn ấy có dịp lên đến từng nơi đây luôn. Nhưng mà để giữ khán giả bấm tiếp tục nữa thì không thể nào quyến rũ được lâu dài. Bây giờ có đổi câu bạn số 3 nè. Xin mời thí sinh số 3. Wow, biết cố lên em ơi. Và bây giờ 15 giây dành cho bạn giới thiệu về mình, bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Jenny Quỳnh. Mình năm nay 22 tuổi nha. Mình đến từ Tân Ninh, mình không thích làm anh hình nhưng mình rất tự tin về giọng hát của mình. Các bạn nào yêu thích giọng hát của mình vỗ tay lên nào. Wow. Đối phương rối loạn lên cho chị. Phải cố lên em. Thật tốt nha. Cố lên em. Miễn sao được yêu thích thôi. Miễn sao quậy tưng bừng chương trình. Cố lên em ơi. Cố lên em ơi. Đừng hối vì sao. Ngày đôi ta bắt đầu. Ngày đôi ta bắt đầu. Đừng hối vì sao. Rồi xong. Rồi xong. Không sao. Này, những cái độc dược ấy là chúng tôi tung hết ra rồi. Bây giờ chúng tôi còn lại hai liều thuốc cuối cùng này sẽ là hai liều thuốc bùng nổ và tạo ra sự khác biệt. Hy vọng, hy vọng. Mình cũng có hai nhân tố đặc biệt. Mình cũng có hai, nhưng mà nãy giờ mình cũng có nói gì đâu. Không, bây giờ nói thật ra mà nói thì với bốn ma còn lại á là xem cuộc so tài rất là căng thẳng. Như vậy chúng ta sẽ bước vào lượt cuối cùng quan trọng nhất. Nhưng ở lượt này chúng ta được quyền đổi. Ví dụ như đội của Tranh Văn muốn thay đổi là bạn số 8 hát vòng 2 để cho bạn số 5 lên hát lượt 3 của vòng 1 thì mọi người có thể đổi. Có đổi không ạ? Bảo Lưu đúng không? Bảo Lưu, Bảo Lưu của số 8. Rồi. Anh. Anh nghĩ là chắc cái sự lựa chọn mình không có cần gì phải bối rối đâu, bởi vì mình ngay từ đầu chọn là chính xác rồi. Anh mình cũng sẽ bảo Lưu em. Vậy anh em mình cũng không đổi nhá. Không đổi. Không đổi. Và chúng ta sẽ có lượt 3 là số 8. Đây là lý do vì sao mà chúng tôi là đối thủ. Số của tôi là số 7, tôi chưa đọc kịp đọc số 7, anh đọc là số 8. Tôi xin được công bố lượt thứ 3 của Trung Trường là số 7. Mọi thứ đã sẵn sàng và chúng tôi muốn quý vị khán giả đừng nóng vội. Hãy chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Chào mừng tất cả khán giả quay lại chương trình Ca Sĩ Tranh Tài. Và bây giờ là lượt thứ 3 của dòng thứ nhất. Mình phải bình tĩnh nha, hai cú cũng hết hồn rồi đó. Hai cú cũng hết hồn nhức đầu lắm rồi đó. Xong chưa? Xong. Và bây giờ sẽ là số 7. Wow.
phong thái bên này đi dừng đúng dữ ta. 15 giây dành cho số 7 giới thiệu về mình và thả tim bắt đầu. Lời nói đầu tiên tôi trai gửi tới các vị nơi đây lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị, tôi Phương Trang đứng tại sân khấu này xem tất cả quý vị như một gia đình. Mà đã là gia đình sẽ chơi hết mình. Chơi hết mình thì các vị hãy cho Trang đứng ngay tại đây hết luôn một bài được không ạ? Xin cảm ơn xin chào tất cả các bạn. Một nhân phẩm rất dễ thương và nhạc sĩ Phương Trường do vẫn mang tên Để Cho Em Khóc. Và hy vọng Trang sẽ không khóc mà Trang sẽ được cười hả? Được không ạ? Chỗ tay thật lớn quý vị. Trung trưởng số 7 là đội của trung trưởng. Số 7 là trung trưởng. Chỉ là em muốn. Yeah. Chỉ là em muốn. Em chắc anh lúc này. Yeah. Giữ chắc anh lúc này. Đừng tay. Để cho em không. Em một lần nữa thôi. Chết rồi, nó đó quá dữ rồi. Em một lần cười. Nhảy là em đã đứng được ở đây rồi, chưa cần hát. Em hay quá, vỗ tay cho số 7. Cảm ơn tất cả quý vị, do quý vị quá dễ thương ạ. Anh mặc chiếc áo này, anh chờ đợi thành viên của đội mình để có thể tạo ra giây phút này, anh mới có thể cởi nó ra. Và chính xác em đã mang về cho bọn anh 30 triệu. Dạ. Hãy nói cho anh biết em có hay đi hát ở đâu không? Biểu diễn trên sân khấu nào chưa? Phong thái rất là tự tin. Em có sáng tác cho chị Cẩm Ly, rồi anh Hàng Thái Tú, rồi nói chung cũng một số anh chị. Sao em không thang sáng tác cho chị? Dạ, tại vì em không có biết số phone của chị. Chút xíu chị cho số phone. Ok. Thấy không? Dù rằng chiến thắng ở đội bên kia, nhưng mà chút xíu thì em cũng lấy số điện thoại em sáng tác riêng cho chị đúng không? Rồi. Em sáng tác cho chị Tranh bài Sa Tranh đời anh có chua không? Giọng ca số 7 của đội tôi ấy, thì nếu về khả năng thanh nhạc là bình thường. Ok. Nhưng khả năng làm chủ sân khấu, khả năng tự tin và khao khát được thể hiện mình ấy, công nhận là điều này cực kỳ lớn. Cái nhiệt huyết đập trong người rất là tuyệt vời. Hãy xem số giây mà số 7 của đội trung trường có được đây này. Như là cả nguyên một bài luôn. Nguyên một bài, nguyên một bài. 97 giây. Thôi. Áp lực, áp lực. Chúng ta đừng có áp lực.
chúng ta đã xác định từ đầu là tiền thưởng chúng ta không có chơi. Không chơi, ok. Bây giờ cho đội mình tỏa sáng đi. Nào, xin mời số 8. Xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, xin kính chào tất cả mọi người ạ. 15 giây, bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Quang. Và tôi... Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Quang. Và tôi hiện tại đang là nhân viên marketing. Sau đây tôi xin thể hiện ca khúc Lạc Trôi của MTV. Xin mọi người lắng nghe ạ. Yeah, cả hết mình nhá. Chúng ta chuẩn bị Lạc Trôi 6 giây hay là 96 giây? Cái đâu? Yeah. Đang lùi rồi, đang lùi rồi. Đang lùi rồi, đang lùi rồi. Đi theo hương hoa mây mù giăng lối. Làn sương khói vỡ thay đưa bước anh xa rời. Đi theo hương hoa mây mù giăng lối. Làn sương khói vỡ thay đưa bước anh xa rời. Thật thôi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong men xoay chiều mưa buồn. Ngàn giọt lệ ngừng khiến quê mình sầu bi. Đường xưa nay có nhắc từ xa biệt ly. Cánh hoa rung rơi. Chuyện mong mày sẽ lối trong mơ ngày tương phù. Tiếng thúc kết thúc. Chẳng có thể ngỡ quên vây sắc tận nơi này. Trong vòng mong ai dần hao gầy. Hey, 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 hey. Lòng ta xin ngày khắc trong tim tình nồng mê say mặc trời tóc bay hôn lên đôi môi gầy bước quanh mình ta lạc trôi giữa trời ta lạc trôi giữa đời đôi chân lang thang trên nơi đông bao yêu thương trên nơi đông âu thơ tình xưa đôi vai mờ và lời xưa tan biến trong cõi bờ buông lời xưa nào đi mất trên lời hoa rơi buồn hắt tiếng thiên sầu tương tư lặng mình chưa từng hôn đang đâu được cả lối mất được vắng mắt mình ta. Nắng trưa vào mỗi ngày qua, xin được quay lưng sọc. Đừng mang tội nơi kia rời xa, no. Yên bình nơi nào đây, trôn vùi theo làn mây. Lòng ta xin nguyện ngắm ghi cho tim tình nồng mê say. Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay. Đôi quân mình ta lạc trôi giữa trời. Ta lạc trôi giữa đời. Ta lạc trôi. Lạc trôi. Sao lại đi xuống kia? Tại sao lại đi về dưới kia? Đi lên, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Ta đang lạc nơi nào? Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say. Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay. Vẫn quăng mình ta lạc trôi giữa trời. Anh nghĩ là chỉ có cái phần nghe rõ cái nhạc chút xíu nữa em bắt được cái nhịp nữa thôi là em hát rất là tốt, giọng rất là hay. Hát hay nhưng mà là run, lúc đầu tiên là không tự tin. Sau lúc khi mà lên được cái đoạn này rồi một lúc thì tự tin hơn. Thì lúc đấy là ta lạc trôi tiếng người. Bài nói thiệt nha, cái bài Lạc Trôi của Sơn Tùng là bài rất là khó hát. Không phải ai cũng hát được đâu. Đúng rồi. Không, em thực ra là em hát với cả guitar, em tự đệm. Em biết đánh cả guitar à? Vâng, em chơi đàn guitar. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em tập được 7 năm. 7 năm. Thế vừa rồi là ai đánh cho em làm nhạc bây giờ? Do lỗi kỹ thuật. Do lỗi sai sót của em. Thế nên là vừa rồi là em dùng cái beat thì không phải là của Sơn Tùng. Vâng, lần đầu tiên em nghe cái beat này luôn á. Chị thích em ở cái chỗ là
lần đầu tiên nghe cũng không phải cái là mình có thể tự tin, nhưng mà em vẫn hát làm được vẫn rất là tốt, tinh thần rất là tốt. Dù anh chưa từng là ca sĩ giống anh Hứa Vĩ Văn, nhưng anh có thể khẳng định nếu kể cả là ca sĩ chuyên nghiệp ăn hay tới mấy mà hát một cái beat không phải của mình, lại còn lần đầu tiên nhá mà hát được như em quá bản thế lĩnh rồi. Anh nói là em quá bản lĩnh, anh vỗ tay cho em. Vâng, em cảm ơn. Em đã đúng thì anh đúng đúng hay hay. Anh tin rằng em đã mang về cho chị Chanh và anh Hứa Vĩ Văn những tia hy vọng. Hãy cùng xem số giây mà bạn đã trụ lại được ở khu vực vàng. 48 giây. Đây nào em. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xuống đây nào. Xuống đây. Anh bắt tay em bởi vì anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh với anh Trường một cuộc chơi nó thực sự là lạc đáng. Lạc tín lùi. Nó đáng bởi vì anh sợ nhất là vào đến vòng 2 bọn anh có tiền mà ai đó không có tiền. Người nó chán lắm. Trời nó buồn. Trời nó buồn nữa. Cảm ơn em. Cả hai đội đều có 30 triệu. Nhiệm vụ bây giờ là phải giữ được 30 triệu. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, vòng bảo toàn. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn các quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây phút. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Ca Sĩ Tranh Tài. Và đây là vòng 2, vòng bảo toàn quan trọng nhất của chương trình. Mỗi đội lúc này đang có 30 triệu. Nhưng mang 30 triệu về được nhà hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào giọng ca thứ tư của mỗi đội kết hợp với ca sĩ. Cái vòng này là chị Chanh và anh Trường là phải đấu đá nhau rồi. Và chị phải cố gắng nhiều giây dùm cho em. Lúc nào Trường cũng nhường Chanh hết. Đúng yên rồi. Tâm mình nói nhỏ thôi. Khi Trường chỉ có một mình, Trường nhường mọi thứ cho Thanh. Nhưng khi Trường còn có 4 em thơ đang chờ ở kia thì Trường không thể vì cái thích của mình mà bỏ đi đồng đội của mình. Cái cách để mình tôn trọng đối thủ mình là không bao giờ mà mình nhường nhịn, và mình phải thi đấu hết mình. Đó là cách tôn trọng rồi xong đối thủ rồi mình. Xong còn một con đường mang tên là tình yêu khi tôi bước một mình. Trong cuộc thi chúng ta phải bình đẳng với nhau, không bao giờ mà mình nhường nhịn và mình phải thi đấu hết mình. Ở lượt 3 của vòng 1 thì cùng nhau có điểm, nhưng số giây trụ lại của số 7, 7 là 97 giây. Trong khi đó bên phía của đội Văn Chanh ấy, ý là nói số 8 đội Văn Chanh chỉ có 46 giây. Vì thế mà đội Văn Chanh sẽ phải chơi trước. Phần song ca này mà khán giả yêu thích, mà bấm yêu thích từ 50% trở lên, nó sẽ đứng và di chuyển lên phía trên. Như vậy tiền không bị trừ. Nhưng nếu như yêu thích dưới 50%, lùi xuống 1 giây bị trừ 100.000. Yêu thích dưới 40%, lùi 1 giây trời ơi, bị trừ 200.000. Nhức đầu quá. Nếu hai chị em đưa nhau ra phía sau cánh cửa kia làm mất tiền là đời không dễ dàng thì biết rồi đấy. Đời đã không dễ dàng thì không còn trời gì ơi, ra về cả. Mà lên sân khấu hát mà vừa bắt tính 1 giây 100.000. Đó lên. Sao mà tính được trời. Nhờ các bạn nhớ đẩy lên trển cho người ta lấy tiền ta đi về nha. Mình lên đi, mình một đội lên luôn. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Văn là có tiền thì được mà có họa kệ em, kệ em. Trời ơi, rõ ràng. Nè, không có chia rẻ nội bộ nha. Có tiền thì cùng hưởng, có họa kệ em. Em lên luôn, miễn sao mà giữ được điểm thôi. Bài chị Thanh em cũng thuộc vậy. Hai đứa mình ngồi đây muốn phụ họa cho thí sinh tỏa sáng. Rồi, cố lên luôn. Rồi, xin mời thí sinh số 5. Em có tự tin không? Dạ, em rất tự tin ạ. Yeah. Yeah. Tiến lên. Chơi. 15 giây dành cho em giới thiệu về mình trước khi biểu diễn với chị Thanh. Bắt đầu. Xin chào, mình là Thu Thảo. Người ta hay gọi là cỏ mùa thu rất là buồn, nhưng thật ra tâm hồn của mình thì rất là vui vẻ giống như mùa xuân vậy. Và mình đang là một nhân viên tư vấn marketing, nhưng rất đam mê ca hát. Rất mong là mọi người sẽ yêu thích giọng hát của mình. Ừ.
đi lùi, sao lại đi lùi? Lên chứ. Đang lùi đấy. Rồi, ta trèo đò lên nha. Sắp đi rồi. Ta trèo đò lên nha. Sắp đi rồi. Tình yêu như tiếng hát bóng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng hát bóng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sẽ bóng xa xuống nào ai có ngờ. Phố trong tay, cầm tay, phố trong vai, kề vai. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế thì hát rất nhiệt tình, còn một người đứng trên đây tôi không biết để làm gì. Miễn sao đội mình vẫn chiến thắng là được. Cho dù Vĩ Văn bất làm bất kỳ điều gì, Văn cũng chấp nhận. Dạ. Không hay, sao cũng được. Mọi người lại quên luật của vòng 2 rồi. Trước khi mà giọng hát của hai giọng ca cất lên, mọi người hãy nhớ cái quãng mà lùi. Sao lại đi lùi? Sao lại đi lùi? Lùi, lùi. Và quãng lùi đó là trừ tiền đấy nha. Ok. Không sao, không sao. Bây giờ quan trọng ấy là lùi đấy, là lùi khi mà khán giả yêu thích dưới 50% hay là dưới 40%. Trước hết là chúng ta hãy cùng xem dưới 50% thì phần trình diễn này đã bị lùi mấy giây. Xin mời. Thấy lùi cũng ghê lắm đó. Ờ, mình thấy lùi mình lại mình sẽ tưởng là lùi cho nó vui. Mà chưa hát đã lùi là kỳ vậy đó. Vâng. 30 triệu thì chỉ còn lại 28.100.000 đồng. Còn tiền. Vẫn còn tiền. Có tiền là vui rồi. Ok. Còn nữa, đấy mới là cái số tiền bị trừ dưới 50%. Còn cái số tiền tiếp tục bị trừ dưới 40%. Miễn sao có 1 triệu đem về cũng được. Nào, xem lại xem số tiền có bị trừ tiếp theo hay không dưới 40%. Xin mời. Em có bị trừ nữa không? Vậy luôn, không thay đổi. Trời ơi. Quá nhiều đâu trời. Chúc mừng chúng ta đã lấy được 28.100.000. Hay quá. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Vậy là đội Văn Chanh bị trừ 19 giây. Bây giờ là đội của Thành Trung và Lam Trường. Cái này, Trung Trường này. Rồi. Nhiệm vụ của anh nha.
là chỉ tiến nữa không lùi, phải bảo toàn được 30 triệu thì mình mới chiến thắng ngày hôm nay một cách vang dội. Anh nghĩ là trong cuộc chơi nào chúng ta phải có sự tự tin. À, cứ tự tin chứ đã, rồi chúng ta sẽ tính sao. Yeah. Bởi vậy ta yêu 20 năm rồi đó. Quá là tuyệt vời, người đàn ông tuyệt vời của tôi. Lên xuồng, mời anh lên xuồng theo bạn. Vô tay cho anh hai Lam Trường thân thuộc của tôi. Anh Trường đã sẵn sàng. Số 2, ra đi em. Việc đầu tiên nhìn hình ảnh không hẹn mà gặp hai anh em cùng mặc vest quá lịch lãm và đẹp trai. Hôm nay thì chúng ta đã đi tới đoạn đường cuối cùng và anh với anh Trung rất là tin tưởng em. Thì anh nghĩ rằng tin thì tin tưởng nhưng mà em cũng hát bằng một cái phong thái rất thoải mái. 15 giây dành cho số 2. Giới thiệu về mình bắt đầu. Và lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả anh chị các bạn có một trong trường quay ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân mến nhất ạ. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Hữu Trí, năm nay em 23 tuổi. Em rất vui thì được tham gia chương trình game show này và được rất may mắn được anh Lam Trường để chọn vào vòng cuối cùng ngày hôm nay. Em rất là hạnh phúc. Chỉ tiến giới thiệu xong đã tiến rồi, không lùi. Các bạn vỗ tay cho bạn. Da da da. Chúng tôi mê người ngồi xuống chuyện vui, ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó đâu cười vẫn chưa muộn phiền. Anh mắt dâu nỗi buồn xa xôi, anh mắt dâu nỗi buồn xa xôi. Chuyện tình yêu phần hồn mây trôi đều rồi nước, chuyện tình yêu phần hồn mây trôi đều rồi nước mắt ấy cứ vài muôn kể đi kể đi. Em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy kể đi kể đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em để đến khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vượt mất tuổi say. Ấn mắt dâu đôi buồn xa xăm. Oh. Chuyện tình yêu dần hờn mây chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn kể đi em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy kể đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi say. Các bạn hát chung các bạn. Da 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 da. Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy kể đi mãi gì trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi say.
Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mơ tôi xa. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chàng trai số 2, em hãy đứng nguyên ở đó. Việc đầu tiên anh có lời khen cho em vì em hát bè cho anh Trường ở điệp khúc, và anh thấy đó là khả năng và đó cũng chính là trình độ. Không phải người không chuyên nào cũng hát được bè, đúng không chị Đanh? Đúng rồi, chính xác chứ. Đó, và vỗ tay cho chàng trai số 2. Nhưng mà đáng lý ra nguyên bài hát này sẽ nằm ở trên đây suốt luôn, chỉ có đoạn đầu là bị lùi về sau. Em biết tại sao không? Bởi vì mới đầu em không tự tin, em đưa cho anh Trường hát trước. Chiều nắng đường vắng em, cho nên khán giả không ủng hộ. Sao hay quá anh Văn, anh Văn phát hiện hay vậy. Thấy được mọi người đây phản ứng như thế nào. Nói chung là cũng thông cảm cho bạn, tại vì bài này là như là bạn có phải quáng giọng của bài hát này, cái tông beat của anh Trường là hơi thấp so với em đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, anh biết mà. Nhưng không sao cả, điều quan trọng là em đã vượt qua được mình. Vì thực ra cùng là giọng nam nhưng quáng giọng của người khác nhau. Mỗi người thì có một cao độ riêng. Đó, mỗi người có cao độ riêng. Quan trọng bây giờ anh Trường ạ, là xem là cái đoạn vừa rồi nó có lùi giống mình. Lùi bao nhiêu giây, trừ bao nhiêu tiền ở số này đấy này. Hôm nay thấy Trường người chết chưa, dễ sợ chưa. Rồi Trường đau lòng luôn đó. Hãy cùng xem. Hai mươi bốn triệu tám trăm. Trời ơi, sao để chị em vậy? Như vậy là chúng tôi bị lùi nhiều hơn so với phần trình diễn của chị Tranh với cả bạn số 5. Tôi xin được hỏi là ở dưới 40% chúng tôi có bị lùi dây nào không ạ? Hay là chỉ 50% ạ? Xin mời. Không, anh thấy rằng cái số này nó quá đẹp. Nếu mà 800 chia cho 4 thì mỗi người được 200 nữa. Thôi thì tụi em cứ giữ thêm mỗi người 200 đó. Và có muốn thì dắt anh đi ăn. Wow. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Rất hay, rất hay. Cảm ơn lần nữa, em xin cảm ơn các mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay kết thúc chương trình, đội giành chiến thắng với số tiền lớn hơn đó chính là đội Văn Tranh. Đội của chúng tôi dù rất là cố gắng nhưng đã không thể giành chiến thắng. Nhưng tôi tin rằng những ai theo dõi chương trình thì sẽ thấy sự thắng thua của hai đội hôm nay không quan trọng, mà quan trọng hơn cả đó là những giây phút rất giải trí mà 8 giọng ca cùng với những vị khách mời của chương trình đã mang tới cho các quý vị khán giả. Và chúng tôi mong muốn rằng các quý vị khán giả theo dõi chương trình của chúng tôi với một cách tiếp cận giải trí. Và những ai yêu âm nhạc không cần phải hát hay, chỉ cần là những người đam mê và dám thể hiện mình, hãy đăng ký với chương trình, đến với chúng tôi, lên truyền hình, và hơn hết là mang niềm vui và nụ cười cho những người xung quanh. Chương trình của chúng tôi luôn phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Người hãy quên em đi. Hay quá. Đừng chờ nhau thêm nữa. Được rồi. Em nghĩ là chị Cát là một người rất là tinh tế về âm nhạc. Em thăm đi hát bao nhiêu năm rồi? Lúc em biết nói. Em nhìn sản phẩm của em đi. Anh chỉ có một từ thôi. Chất. Đầu bóng tôi chẳng có. Hai từ thôi. Xuất sắc. Chỉ một từ nữa thôi. Quá xuất sắc.